trời ơi, chết rồi, xong gì đâu nữa trời ơi. Ông đứng lại coi. Bà Bình hả? Chết tôi rồi. Làm cái gì mà chết? Thì đó, cái vụ tôi nhờ bà đó. Rồi sao? Thì đó, bà làm đắp đập mà bà làm y khuôn như trong cái giấy. Bà không biết phổ biến mà không biết nhìn đúng lối như thế nào để bà theo dõi. Bà làm như vậy giờ chết tôi à. Ông mắc cười quá à. Ông đưa tờ giấy, ông kêu là nhìn vô giấy làm theo những gì ông đã dặn, đúng không? À. Ừ. Nè, đây, lúc nào tôi cũng kè kè cái tờ giấy. Chữ ai? Chữ ông đúng không? Đúng rồi. Cái chữ như gà bới. Tôi còn chưa nói là mỗi ngày tôi về tôi phải banh con mắt tôi ra để coi là ông ghi cái gì, để tôi làm đúng theo những cái gì ông chỉ dẫn. Ủa rồi giờ ông qua ông trách tôi là sao ông két? Đó, vì cái chỗ mà bà làm trách đập thì như tôi biết sao bà làm như vậy đó thì mới chết. Bà không giữ nhìn cái thời tiết như thế nào, cái thời thế là sao. Bởi vì chết tôi giờ tiếng giận tôi luôn rồi. Đâu, bà vô đây, bà đứng đây bà nói tôi nghe coi. Ồ anh két, sao anh kỳ quá vậy? Cái chuyện đó em nhờ anh bón phân giùm em mà, sao anh lại nhờ ngược lại Bình làm là sao? Bữa đó là kẹt tôi làm cho bà ba. Nếu mà bữa đó mà tôi không làm cho bà ba là tôi bón rồi. Bà ba nói là bữa đó mà không làm cho bà nó có nước bà cạo đầu tôi mới chét vôi. Bởi vì tôi nhờ Bình cái chỗ rồi thân tình với nhau giúp đỡ. Mà bà bón cái gì bà bón cái chỗ này lấm xanh, chỗ này lấm trắng, bà bón không đều rồi chết tôi. Sao anh có biết gì anh làm vậy là anh hại ruộng nhà em rồi không? Đâu làm trong cái giấy nào đâu? Đây. Làm trong cái giấy này đúng không? À. Thì làm theo cái tờ giấy này á, thì thật sự là nó đúng chứ không có sai. Công thức nó đúng, làm bốn đúng là nó đúng rồi. Nhưng mà mình cũng cần phải theo dõi. Ví dụ như là thời tiết, ví dụ như mình để ý đi. Ví dụ như đất khô quá thì mình cũng không nên bón phân. Mà trời mưa á, thì mình cũng không bón phân. Đó, rồi mình để ý tới cái cây đi. Cái cây mà thí dụ như mà nó cần cái dinh dưỡng gì thì mình bổ sung cái dinh dưỡng đó. Bây giờ thử buổi sáng nè, sương nó đọng trên lá lúa như vậy á, mà mình đi mình rải phân kali là nó cháy lá hết. Cháy hết luôn hả? Đó, bởi vậy cho nên mình làm cái gì mình cũng phải coi đúng thời điểm. Mà cái này thì đâu có ai mà ghi vô công thức được. Nhưng mà tôi còn nhớ quên dặn bà nè, làm phải cho đúng quy trình, đúng cách. Như điều thứ nhất nè, là phải bón phân từ 7 ngày cho tới 10 ngày. Bà phải bón đạm nè, và bón lân nè. Đó, cái thời buổi nắng nóng như vậy á, mà đặc biệt á, những gốc rễ mà coi như là lúa đông xuân nó còn á, cái gốc gạo nó còn, thành ra nó lên á, nó sẽ bị xì phèn, nó sẽ bị gây ra ngộ độc. Mà đặc biệt luôn á nữa. Khoan, cái này tôi phải bổ sung, nếu tôi nhớ không lầm hình như nó là ngộ độc hữu cơ đúng không? Ừ đúng rồi, đó, trời bà, đó bà hay quá trời. Đó biết hết trơn à, mà làm lại là làm sai. Không phải, tôi biết nhưng mà tôi làm theo ý ổng. Rồi còn cái gì nữa, ông nói tiếp coi. Còn cái thứ hai nữa là mình phải coi như là đợt hai á, là mình phải bón sớm ha, mà bón từ 18 cho 20 ngày mà phải bón thúc nha, không được bón lai rai để cho nó đẻ nhánh nó đẩy trời ra, nếu không là nó sẽ kết quả nó không sẽ cho hạt nhiều. Trời ơi, rồi thôi bây giờ làm giải quyết làm sao với cái ruộng lúa của em đây nè. Bây giờ sao? Ơi, ruộng lúa của bà nói gì? Tôi cũng hả, tôi tưởng đâu ổng ghi hay lắm, tôi về tôi áp dụng cho cái ruộng của tôi luôn rồi kìa. Trời đất ơi. Vậy là bây giờ anh hại hai đứa tôi rồi đó anh Kết. Xin lỗi, giờ biết sao giờ. Xin lỗi đến chừng nào? Cây lúa nó cứ tội tình gì đâu mà anh cứ lỗi hoài luôn á. Hy vọng rằng ông Kết ông xin lỗi mà ông nhớ nghe. Bà con à, do đặc điểm của vụ hè thu á, cho nên khi bón phân ở vụ hè thu bà con cần phải lưu ý một số điểm sau. Đó là vụ hè thu á, nhu cầu đạm thấp hơn vụ đông xuân và cần phải bón nhiều lần hơn, do đó bà con lưu ý điều này và nhớ là tránh bón thừa phân đạm. Và thời điểm bón phân á, lần thứ nhất là bón sớm là từ 7 đến 10 ngày và nhớ bón nhiều lần. Lần thứ nhì á, là từ 18 đến 20 ngày và lưu ý ở giai đoạn khi lúa đã nhánh không nên bón rễ, vì như vậy á, sẽ sinh ra nhiều chồi vô hiệu, mà chồi vô hiệu nhiều á, sẽ là nơi chứa nhiều mầm bệnh đó bà con. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vô mùa thất bạc, chân là ta đang cần giải pháp giúp mùa màng tươi tốt. Các con hãy tìm cách cứu giúp chân là. Hạt to chắc bấy là đây. Con trai, con có bí quyết gì? Dạ, tất cả nhờ Will. Will phòng trừ bệnh hại, giúp lúa xanh khỏe, vào chắc tới cậy. Con trai của ta, hãy chia sẻ bí quyết cho dân là vụ mùa ấm no, đã có Will đó. Vô mùa thất bạc, chân là ta đang cần giải pháp giúp mùa màng tươi tốt. Các con, hãy tìm cách cứu giúp dân là. Hạt to chắc bấy là đây. Con trai, con có bí quyết gì? Dạ, tất cả nhờ Will. Will phòng trừ bệnh hại, giúp lúa xanh khỏe, vào chắc tới cậy. Con trai của ta, hãy chia sẻ bí quyết cho dân là vụ mùa ấm no, đã có Will đó. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên dưng.